khác tán em. Em không tán người ta thì người ta tán em. Dạ. Mẹ em muốn. Mẹ em đâu để anh hỏi, anh xin phép. Đây. Cô ơi, cho cháu là xin phép là mời con gái cô là đi ra quán nước uống 1-2 cốc nước nhá. Mẹ trẻ thế. Đó, thì mời các cô cũng được mà nhá. Mời hết được, nhưng mà chỉ sợ các cô lại không ngồi uống nước được lâu thôi. Được, anh ấy làm mời em ra ngoài uống gọi là cốc nước. Một lúc là lại anh lại không đi đâu. Tí nữa anh lại ở, em ở nhà mẹ dặn rồi không được đi với người lạ nhỉ. Mẹ dặn rồi. Em nếu mà áo dân tộc em xinh lắm đấy nhỉ. Em vừa mới ra hội. Em cũng là dân tộc Nùng à em? Dân tộc Nùng à? Nùng phản sinh nhân Nùng gì? Em đến từ đâu đấy em? Em đến từ đâu? Các bạn đang xem một cô gái Nùng rất là xinh đẹp. Cô ấy không mặc quần áo dân tộc. Cô ấy mặc theo kiểu cách tân, tân thời trang. Thế là em bảo là hôm nay là không được rủ em đi. Thế hôm nào thì rủ em đi được? Hẹn anh bảo hội xong hội năm sau. Năm sau á? Thế bây giờ như thế này nhá. Đợi đấy thì một năm thì lâu quá. Lúc đấy sợ là anh nhận ra em nhưng em lại không nhận ra anh. Bởi vì anh sẽ già đi nhiều, dâu lại mọc đầy ra nên em không nhận ra. Còn em thì là lại con gái thì càng ngày càng xinh lên nên là anh vẫn nhận ra. Mà thế thì cho anh xin số điện thoại đâu nhỉ, nếu mà có dịp nào đấy thì anh sẽ là mời em đi uống nước. Xin số điện thoại mẹ càng nhiều lắm, chưa có tiền mua điện thoại. Thế là để con đầu tư cho. Các bạn có thể thấy là cô bé này dáng rất cao. Em hát được rồi, để quay nhá. Dạ không, mà em không biết hát được. Em mẹ không biết sợ. Em nghe một tầng đâu đến đây em. Chúng ta sẽ đi theo cô đấy, cô bé đấy, để xem cô đi đâu nhá. Em ơi, bé, cho anh hỏi là em ở đâu, nhà em ở đâu? Làm gì em đi tháo à? Đi quay người khác. Sao hôm nay mình không mặc quần áo dân tộc của mình? Hai mẹ con dắt tay nhau chắc là sợ lạc mất đây. Chú quay như này làm cháu sợ lạc mẹ. Sợ lạc không? Cháu năm nay mấy bao nhiêu tuổi rồi cháu? Năm nay 18. 18 tuổi à? Thế là vừa đủ tuổi lấy chồng đấy. Đây, các anh đang hát đây. Mình xem các anh ấy hát đi. Mẹ đây, thế bà ngoại đâu? Bà ngoại có đi không bé? Dạ,
Mẹ đây xong bà ngoại đâu? Bà ngoại ở nhà. Bà ngoại ở nhà. Tưởng cả mẹ cả bà ngoại cũng đi chứ. Bà ngoại của cháu. Bà ngoại ở đây à? Đấy. Đâu bà ngoại đâu? Bà ngoại đây à? Bà ngoại ở đâu? Bà ngoại đây. Bà ngoại ở đâu? Cháu chồng bà nhá. Đây. Đâu đâu? Đây chắc là, đây chắc là bác gái phải không? Đây không phải đâu. Đây đấy chưa đâu, không phải đâu. Không phải à? Bà ngoại đâu? Bà ngoại đâu? Không phải. Không phải bà ngoại à? Đằng kia. Ôi, có mấy cô bé này cũng xinh này. Xinh quá. Ôi ôi. Cô nào môi cũng trúng chím đỏ tươi. Xinh quá. Bay đi. Đâu? Bay từ, bay từ. Bay hắn. Bay đi. Bay đi. Thôi đi quay người khác đi. Không đi. Đi một tí thôi. Chị ơi, đi quay đến hết hội đi nhá. Đi đi theo đến hết hội nhá. Đi theo phải như này nhá. Được. Như này mới cho đi theo mày. Như này là gì? Như này phải mới cho đi theo, chẳng biết cái gì không biết. Như mày là. Như nào chả được. Hai mấy anh này không hát cả anh? Không hát rồi. Lúc nãy có hát hay quá nhỉ? Không có đuôi nào. Anh ở tận đâu ra đây anh? Lộc Yên. Dạ. Lộc Yên. À Lộc Yên à? Hát hay quá. Tí lại hát tiếp anh nhé. Vâng. Vâng. Đang tìm đi tìm bạn phải không? Đang tìm bạn á. Chưa tìm được bạn nhỉ? Chưa. Vâng. Ôi cô bé kia lạc mất rồi. Đây có một cô bé nữa rất là xinh này. Các bạn vừa cùng sinh ngắm một cô bé dân tộc Nùng rất là xinh, cao giáo. Nhưng mà cô bé đấy đi mất rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xem các anh chị này hát đi nhé. Đây.